Quý vị và các bạn thân mến, một trong những trường đại học lớn của Việt Nam tham gia vào hoạt động đào tạo ngành tâm lý tại Việt Nam là Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Sau hội thảo tâm lý học đường quốc tế lần thứ 5 diễn ra tại Đà Nẵng do Đại học Sư phạm Đà Nẵng đăng cai cùng các tổ chức khác, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quang Sơn, Phó hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về những bước đi của Đại học Sư phạm Đà Nẵng trong nỗ lực đào tạo nhân lực cho lĩnh vực tâm lý học đường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa tiến sĩ Lê Quang Sơn, lần này Đại học Sư phạm Đà Nẵng đăng cai việc tổ chức hội thảo tâm lý học đường quốc tế lần thứ 5 cùng với Liên hiệp Phát triển Tâm lý học đường quốc tế CASPI hẳn là cũng có những mục tiêu rõ rệt để định hướng. Thực ra thì là từ năm 2000 thì là trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng là một trong những đơn vị sáng lập ra cái hiệp hội này. Thế và cái hiệp hội này sáng lập là với một cái tôn chỉ đã được viết ở trong tên hiệp hội là phát triển tâm lý học đường ở Việt Nam. Thế và trong suốt 6 năm hoạt động của hội thì trường liên tục tham gia tất cả các kỳ họp, các kỳ hội thảo của cái hiệp hội này. Và lần này là lần thứ 5 tổ chức hội thảo thì trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức. Cái mục tiêu của hội thảo lần này chúng tôi tập trung vào việc xây dựng các chính sách và vận động các chính sách đối với tâm lý học đường. Đây là một lĩnh vực hết sức quan trọng, cấp bách. Nhưng mà hiện nay thì còn trên thực tế thì nó còn rất nhiều bất cập. Hiện nay chúng ta trong nhà trường chưa có thiết chế nào phụ trách cái công tác này cả. Nhân sự cũng chưa được đào tạo. Và một số đơn vị đã thực hiện, một số địa phương đã thực hiện thì cái nhân sự đó cũng chưa phải đã đạt cái chuẩn nghề nghiệp. Và chính vì vậy chúng tôi muốn đưa cái hoạt động này thành một cái hoạt động có tính chuyên nghiệp, có thiết chế, có tổ chức, có quản lý, có đào tạo nhân sự và có được một cái tính liên thông quốc tế để đảm bảo cái trình độ mình làm nó cũng mang tính quốc tế. Thưa ông, Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã có những chuẩn bị gì cho việc đào tạo ngành nghề tâm lý học đường ở đại học của mình? Vâng, riêng về phía Đại học Sư phạm Đà Nẵng thì chúng tôi đã có những cái bước chuẩn bị. Đó là chúng tôi đã mở cái mã ngành đào tạo về cử nhân tâm lý học. Chúng tôi đào tạo từ năm 2006. Là đã bắt đầu đào tạo cử nhân tâm lý học và hiện nay thì sinh viên của chúng tôi đã đi thực tế ở các trường phổ thông và trong quá trình làm thực tế đó thì các em đã bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ của các nhà tâm lý học đường rồi. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở tiếp đào tạo các trình độ bậc cao hơn, trình độ thạc sĩ và tiến tới các trình độ cao hơn. Ngoài ra thì chúng tôi hàng năm đều có hàng loạt các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan tới lĩnh vực tâm lý học đường và kết quả của những đề tài đó thì được chúng tôi triển khai trên thực tế. Chương trình thạc sĩ tâm lý học đường của Đại học Sư phạm Đà Nẵng dự kiến cụ thể sẽ như thế nào thưa ông? Hiện nay thì cái chương trình thạc sĩ tâm lý học đường thì chúng tôi xây dựng cùng với lại các trường đại học trong hiệp hội của cả Việt Nam và Mỹ. Và với điều này thì chúng tôi đảm bảo là cái mặt bằng đào tạo ở Việt Nam giữa các trường với nhau nó cũng cân bằng và tiếp cận được các trình độ của quốc tế. Chúng tôi dự định là năm 2017 sẽ mở ngay sang năm vì tất cả các cái công việc chúng tôi đã chuẩn bị rồi. Ngoài những chương trình dài hơi thì chắc hẳn là cũng phải có những cái khóa tập huấn kỹ năng ngắn tạm thời để chuẩn bị đội ngũ như ở trong hội thảo này chẳng hạn, phải không thưa ông? Chúng tôi có 10 cái mini skill tức là khóa tập huấn ngắn và cái này thì chúng tôi cũng làm trong tất cả các cái hội thảo gần đây và đấy là cái cách mà chúng tôi tập huấn đội ngũ và cũng là mở rộng cái hiểu biết của cộng đồng đối với lĩnh vực này. Thế còn riêng đối với xây dựng chương trình thì hiện nay là chúng tôi đang làm với lại hiệp hội để xây dựng cái chương trình và họ giúp chúng tôi xây dựng chương trình, giúp chúng tôi tài liệu và giúp chúng tôi một số chuyên gia. Chúng tôi đã có những chuyên gia sẵn sàng dạy cho chúng tôi thông qua Skype, thông qua cầu truyền hình dạy cho sinh viên mình. Xin trân trọng cảm ơn ông. Quý vị và các bạn vừa nghe Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quang Sơn, Phó hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng trả lời phỏng vấn về nỗ lực đào tạo nhân lực cho lĩnh vực tâm lý học đường. Tâm lý.